Chào anh chị và các bạn, hôm nay xin phép giới thiệu với anh chị và các bạn một sản phẩm mà được bán rất là chạy tại NMS trong thời gian vừa qua, mà hôm nay mới có dịp để quay video giới thiệu với các anh chị. Dòng này thì rất là nhiều khách hàng quan tâm bởi vì họ bảo vệ được cái tai nghe AirPods quý giá của Apple. Các anh chị cũng biết là cái tai nghe Apple thì rất là đẹp, nhưng cái màu thì là màu trắng, thành ra dễ dơ. Nhưng nhiều khách hàng muốn lựa chọn một cái vỏ bảo vệ tốt để bảo vệ được cái hình ảnh sang trọng của cái tai nghe AirPods. Ở trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm bảo vệ tai nghe này, nhưng NMS đã chọn một cái thương hiệu rất nổi tiếng, có thể nói là nổi tiếng nhất bây giờ, đó là Katadyn của công ty Katadyn Line của Mỹ. Tại sao NMS được chọn dòng này? Bởi vì dòng này có cái chất liệu rất là sang trọng, chất liệu sản phẩm của Katadyn rất là sang trọng, thiết kế hợp lý, và đặc biệt là cái khả năng mà bảo vệ toàn diện tai nghe AirPods chống sốc tới 1m2, và cái quay tua rút tức là khả năng chịu được nước tới trong vòng cái khoảng 1m. Sản phẩm này rất là đẹp. Thì dòng Katadyn này hiện giờ đang rất có nhiều màu, thì có thể lấy để cho anh chị xem từng màu ha. Đây là màu xanh quân đội, màu rất là đẹp. Khi để sạc cái khay và AirPods thì mình có thể mở cái nắp cao su này ra, rất là tiện lợi, không cần phải lấy nguyên cái khay ra. Ngoài ra thì trong cái hộp này còn có một cái móc khóa. Cái móc khóa này thì nhiều anh thích nè, là mình có thể gắn vô ba lô hoặc là gắn vô chìa khóa. Thì bản thân mình cũng đã thử nghiệm rồi, tức là mình xài gắn vô chìa khóa trong vòng rất là lâu, nhưng đều rất ổn định và không có khả năng dấu rớt, dấu hiệu rớt gì hết. Quay lại gần để cho anh chị thấy cái chất liệu sang trọng của sản phẩm. Đây là màu xanh quân đội ạ. Màu tiếp theo muốn giới thiệu với các anh chị đó chính là màu xám. Màu xám cũng khá sang trọng. Màu xám thì sẽ phối hợp với lại đường dây cao su màu đen, rất là chắc chắn. Màu xám thì cũng sẽ có móc khóa như vậy. Tiếp theo của dòng này đó chính là màu xanh. Màu xanh thì rất là mát mẻ, rất là cool. Màu xanh xanh ngọc. Một màu cũng khá nổi bật của Katadyn, màu cam. Màu này cũng được rất nhiều anh chị yêu thích. Katadyn cái chất liệu của nó là nó có ghi rõ là có khả năng là kháng được chất bẩn, tức là nó không bám chất bẩn nhiều giống như những dòng cao su đắt tiền khác. Một màu nữa mà Katadyn đặt tên cũng khá đặc biệt đó là Dead Bloom, màu nắng hoàng hôn. Màu này thì bên ngoài nó có màu cam đậm. Rất là đẹp nha chị, gọn gàng và rất là đẹp. Một màu nữa, màu tím. Dành cho anh chị nào mà thích là vẫn bảo vệ được nhưng mà vẫn thấy được cái màu trắng sang trọng của AirPods thì mình có thể dùng màu này, màu trong suốt. Nhìn rất là đẹp, gọn gàng, sang trọng. Ở trong cái bộ sưu tập của Katadyn lần này có một cái màu hơi đặc biệt, đó là cái dòng sản phẩm có khả năng phát quang. Thì dòng này riêng ở trên Apple thì họ ghi là chỉ bán đặc biệt ở trên Apple thôi. Thì tại NMS chúng tôi cũng đưa cái sản phẩm này về. Và dòng này thì vào buổi tối có khả năng
cái phát quang để giúp anh chị có thể tìm được cái những cái sản phẩm AirPods của mình nếu mà nợ bị thất lạc. Màu sắc của dòng này rất là đẹp ạ. Nói chung là mình thấy bên ngoài còn đẹp hơn trong video rất nhiều. Có tới 9-10 màu để anh chị lựa chọn ạ. Đây là những màu sắc thật của sản phẩm. Dạ, anh chị lưu ý, đây là dòng Catalyst, là thương hiệu của Mỹ, được nhập chính thức về Việt Nam, có bảo hành là 12 tháng. Giá của dòng sản phẩm này là 590.000. Riêng cái dòng mà có khả năng phát quang sẽ là 650.000 ạ. Tất cả sản phẩm này đều bảo hành 12 tháng chính hãng ở Việt Nam nên anh chị yên tâm. Và đặc biệt dành cho khách hàng VIP của NMS, tức là đã từng mua một máy nào đó ở NMS có lưu số điện thoại, thì anh chị sẽ có mức giảm giá 10%. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi ạ.